Hi, xin chào cả nhà đã trở lại với channel của Warzone Crypto. Hôm nay mình sẽ chia sẻ những mẹo phòng chống scam dành cho các thương nhân và các dân buôn OTC. Đừng quên like, subscribe để theo dõi những clip bổ ích cho người mới nhé. À, nếu như các bạn mới gia nhập thị trường crypto thì đừng ngần ngại inbox mình ở dưới đường link Zalo, Telegram dưới phần mô tả để được mình tư vấn nha. Thank you. Có hai hình thức lừa đảo phổ biến trong crypto là coin và tiền pháp định. Đầu tiên chúng ta nói về coin trước, lừa đảo bằng phương thức dấu chấm và dấu phẩy. Đặc điểm nhận dạng của đối tượng là bán rẻ hơn so với thị trường, đặt tên rất giả tạo, avatar không có mặt chính chủ, hay gửi những số lẻ đằng sau, ví dụ 10.001 hoặc 3.801, khách lạ và đơn hàng đầu tiên. Cách phòng tránh rủi ro đó chính là luôn đề phòng những khách lạ, luôn đề phòng với những loại giá rẻ hơn so với thị trường. Check những USDT thật kỹ, ví dụ Binance thì phải check theo Gmail, thêm lịch sử nạp ở Binance. Thứ hai đó chính là lừa đảo bằng phương thức hạt bụi. Đặc điểm nhận dạng đầu tiên thường sẽ gửi 0.5 đến 1 đô để phát ví chuyển cho các khách hàng ở bên ví mình, và người dùng không nên giao dịch token lạ trong ví của mình. Thứ hai, cách phòng tránh và giải quyết vấn đề đó chính là không sử dụng ví cá nhân, không được copy địa chỉ ví ở ví cá nhân, chỉ copy ví khách hàng và đối chiếu lúc chuyển USDT từ ví cá nhân khớp với địa chỉ của khách hàng. Tiếp theo đó chính là tiền pháp định. Tiền pháp định có hai loại lừa, đó chính là tiền chuyển khoản và giao dịch tiền mặt. Tiền chuyển khoản cũng có hai loại lừa. Đầu tiên đó chính là lừa đảo bằng hình thức Photoshop fake bill, và thứ hai đó chính là chuyển khoản theo kiểu lừa đảo tiền không chính chủ. Nói về lừa đảo bằng hình thức Photoshop fake bill, đặc điểm nhận dạng đó chính là hãy dùng hóa đơn của VPBank, Vietcombank, MBBank. Với hình thức lừa đó chính là chuyển 300 triệu bằng 300 đồng. Cách phòng chống và giải quyết vấn đề như thế nào? Đề phòng với khách lạ và các hóa đơn chuyển khoản của Vietcombank và VPBank và MBBank. Vào app kiểm tra tài khoản đã nhận tiền đủ chưa. Và tiếp theo đó chính là chuyển khoản theo kiểu lừa đảo tiền không chính chủ. Đặc điểm nhận dạng đó chính là tên người chuyển không đúng với người mình đang giao dịch. Cách giải quyết vấn đề đó chính là call video, phải yêu cầu sao kê và trả lại cho người mua USDT. Bước tiếp theo đó chính là giao dịch tiền mặt, lừa đảo bằng hình thức đóng giả người nước ngoài và có nhu cầu mua USDT. Đặc điểm nhận dạng của đối tượng đó chính là mua và bán cao hơn thị trường vài phần trăm và đòi chiết khấu hoa hồng cho người giới thiệu. Hướng giải quyết và cách xử lý đó chính là bắt khách cọc tối thiểu là 500 đô, đi giao dịch trực tiếp phải luôn đi hai người, luôn luôn nhận tiền hoặc USDT trước. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Nếu yêu thích video này thì đừng quên một like và subscribe. Đừng quên comment ở bên dưới nếu muốn mình tư vấn về crypto và cách giao dịch tiền điện tử trên Binance như thế nào nhé. See you!